Em có đọc vài trang rồi, em cảm thấy rất là hay luôn. Và em sẽ đọc hết quyển sách này, hứa trong vòng một tháng em sẽ đọc được hết luôn. Mục đích ban đầu mình đến đây là vì một người. Nhưng khi được ngồi trong hội trường đó, nghe về những điều như thế, em mới biết được là mình thật sự rất nhỏ bé. Khi chú nói, em biết được là mình đang đứng ở đâu, vị trí của mình là như thế nào. Và thật sự ngày hôm nay là một ngày rất hữu ích. Và em nghĩ rằng bất kể bạn nào khi bước vào trong hội trường đó và khi ra ngoài này, họ sẽ để mang đến cho mình một cảm xúc tìm được bản thân của mình và mình phải đi như thế nào trên con đường sự thật. Các cái đầu sách thì đã được đích thân chủ tịch của tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã lọc ra và trao cho những cái đối tượng mà cũng rất là đặc biệt, đó chính là các cái bạn trẻ. Và trong năm đầu sách mà Đặng Lê Nguyên Vũ có chọn ra thì mình thấy đầu sách nào cũng thật sự rất ý nghĩa đối với các bạn trẻ. Cái hành trình thành lập sự nghiệp của mình á, không có ai hướng dẫn cho Trang, không có ai dạy Trang hay nói Trang là bây giờ mình phải làm gì và nên làm ra sao để tốt hơn. Thì các bạn trẻ bây giờ mình cảm thấy rất là may mắn khi là được tham gia cái chương trình Hành Trình Đến Từ Trái Tim này, rồi được rất nhiều những cái nguồn kiến thức từ mọi nơi nữa. Và đối với Trang thì cái quyển sách này nó hết sức là quý giá, bởi vì đây là kinh nghiệm. Trang cũng là một người đọc sách nên Trang hiểu là không phải cuốn sách nào cũng đem cho mình một cái nguồn kiến thức mà mình có thể thực dụng vào một cách tốt nhất. Mình trao đi tri thức để cho những con em của mình thời sau á sẽ tiếp tục phát triển hơn và thế chân những cái người đang hết sức tài năng bây giờ. Và đất nước mình sẽ ngày một phát triển hơn.